Máy massage Dr. Hồ có bảo hành hay không và thời gian bao lâu và tại sao cũng cùng một hãng mà cách thời gian bảo hành lại khác nhau? Và Sơn xin chào bà con ha. Cái dòng máy Dr. Hồ hiện tại, cái dòng truyền thống là dòng máy này, nhưng mà nó là mẫu đời mới nha. Cái kiểu giống như vậy nhưng mà mẫu đời mới, tức là ông bà mình lớn tuổi thích chọn những cái dòng đơn giản à, mạnh và yếu chỉnh bên đây, và chức năng và hẹn giờ nó đơn giản ba nút như vậy thôi đó. Thì cái này bảo hành chính hãng 3 năm nha. Tại vì á, cái pin khi mà hư rồi, hết pin rồi mình bỏ ra thì cái máy cực kỳ bền, cô chú anh chị nha. Đó, ông bà mình thích chọn dòng này, giá tiền nó sẽ rẻ hơn cái dòng pin pin sạc à, nhưng mà nó sẽ bền, rất là bền, cô chú anh chị ha. Và cô chú anh chị mình cũng thắc mắc là tại sao những cái dòng này mà bảo hành có 1 năm hoặc 6 tháng, 3 tháng. Thì cái đó là hàng không chính hãng nha. Còn nếu mà hàng chính hãng sẽ được bảo hành 3 năm, cô chú anh chị nha. Rồi, cái thứ hai, rồi tại sao cái này cũng là hàng chính hãng mà bảo hành chỉ có 1 năm? Nếu mà như cái hàng pin sạc mà chính hãng nha, sẽ bảo hành 1 năm. Tại vì tất cả những dòng pin sạc như điện thoại cô chú anh chị mình mua cũng được bảo hành 1 năm. Tại tất cả những dòng máy mà có pin bên trong á, thường hãng chỉ bảo hành 1 năm. Nhưng mà không có nghĩa là nó xài được 1 năm nha, nó vẫn xài được 3 năm, 5 năm, tùy theo cái sử dụng của mình nó có tốt hay không, cô chú anh chị nha. Đó, nếu mà mua hàng chính hãng thì cái xài pin sạc là bảo hành 1 năm, đương nhiên sau hết 1 năm mình vẫn có thể đem về sửa chữa bảo dưỡng vẫn được. Còn cái dòng này mặc dù bảo hành 3 năm nhưng mà 5 năm, 7 năm mình cũng có thể gửi về hãng để sửa chữa ha. Nếu mình mua hàng chính hãng, có gì thắc mắc thì cứ gọi cho Hoàng Sơn làm việc, và hẹn gặp lại bà con mình ở video sau.